Đứa con gái của tôi không có mắt nhìn người, cho nên nó mới coi cô là bạn. Chứ loại người như cô chả có gì tốt đẹp giống như cái tên An Nhiên của cô. Nhìn cái mặt của cô đã thấy toát lên cái vẻ không an phận rồi. Con trai của cô đấy à? Nhìn quen nhỉ? Bố đứa trẻ, liệu tôi có biết không nhỉ? Mà thôi, muốn biết thì có khó gì. Từ giờ phút này, tôi muốn chấm dứt cái trò chữa bệnh đi.